Try me. No road without a thorn. Ok, hey, yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kho Gieo, cùng chung một đối với series hướng dẫn cũng như là chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cờ ở trong Mobile Legends 3 Chess nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến các bạn một cái bản liên quan đến con mèo Burst Cuba, và mình đương nhiên là mong rằng thì nó sẽ không phải là God, cũng không phải là con Gatot, cũng không phải là con ngộ không, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ có được một cái vị tướng 5 tiền khác để chúng ta chơi ở trong cái trận đấu ngày hôm nay. Còn lại cho mình là Alucard, còn lại cho mình đó là Aurora, đó là con Mewtwo, đúng không? Với lại Rudy, là những cái vị tướng mà gần đây mình chưa có clip. Nên là ngày hôm nay thì mình muốn làm một cái clip về những cái vị tướng này. Nhưng mà tạm thời thì ở những cái lượt đầu tiên này chúng ta sẽ có khả năng là sẽ bị thua một xíu á, tại mình đang không có chim tinh nha anh em nhé, đang không có chim tinh ở trong đội hình của mình. Nên là thôi, mình sẽ giữ lại cho mình là 10 tiền luôn. Mình không có gọi là đội hình thì mình sẽ có tiền, mình sẽ làm kinh tế nha. Thay vì mình chơi đội hình thì mình sẽ làm kinh tế. Bên kia là người ta quýnh mỗi mình con này không thì nó là bất tử đúng không? Vậy thì nó sẽ không solo lại mấy con sát thủ đâu anh em, nó sẽ không solo lại con sát thủ ở trong lòng đâu. Nên là con ở bên trong lòng là con Karina sẽ giành chiến thắng đó. Đó. Lát nữa thì nó hơi uổng, tại vì nếu mà mình giữ con Lancelot thì mình chơi thì nó sẽ hay hơn. Nếu mà con Lancelot đứng ở trong lòng đánh thì nó sẽ hay hơn là con Karina. Nhưng mà thôi kệ đi. Lượt này nếu như mình lắp tướng vô thì có lẽ là mình sẽ thắng á, nhưng mà quan trọng là lượt sau mình phải lấy được pha lê chim tinh ấy, cho nên là đằng nào thì lượt sau mình cũng thua. Là lượt này tạm thời là mình chưa có những con chim tinh đấy, lượt sau kiểu gì mình cũng thua. Đó là lượt này mình để thua luôn được, để cho nó vô cái chuỗi thua này, không sẵn tiền này nó vô cái chuỗi thua luôn. Rồi thêm một con chim tinh này về lắp vô, tháo bớt con sát thủ ra. Đó là lý do tại sao mà mình xác nhận với bạn là mình sẽ thua ở cái lượt này á, tại vì mình sẽ lắp những con rất là sờ lơ, nó không có liên quan gì tới nhau hết. Là cái thứ nhất, và cái thứ hai là nó không có khỏe, tại vì nó một sao nó không có khỏe, nên kiểu gì mình thua không thắng nổi ở cái lượt thứ hai này. Tại mình muốn lấy pha lê thì mình phải chấp nhận nha, muốn lấy pha lê gọi là chim tinh thì mình phải chấp nhận cái kiểu này để cho nó 100% nó rơi pha lê chim tinh, chứ không là nó sẽ rất là hên xui. Mà nó hên xui thì nó sẽ làm cho mình khó chơi ở giai đoạn sau. Rồi nếu mà rơi những cái con kiểu giống như là God thì nó quá là dễ chơi rồi, như là con Gatot thì nó quá là dễ chơi rồi. Nhưng mà nếu như mà nó rơi được con Brody thì nó cũng dễ chơi không kém nha em nhé. Mà bị cái là dạo này thì mình không có thấy nó không có rơi con Brody cho mình nhiều, mình không có duyên với lại cái con này hay sao á, nó cứ rơi God miết à, riết là tôi làm God thôi. Anh em kêu anh em chán không muốn coi God nữa, nhưng mà bây giờ mình cũng chả biết phải làm sao, tại cái con mèo Burst thì nó hên xui mà mọi người, nó rơi hên xui mà. Đấy, nếu mà nó rơi Brody thì mình đã chơi Brody rồi, tại vì Brody nó cũng mạnh nhiều khi còn hơn cả God cơ nha. Đấy, nhưng mà mỗi người một ý kiến, nhưng mà mình nghĩ là con Brody có khả năng là mạnh hơn cả con God đó nha mọi người nhé. Nên là đừng có nghĩ là con God nó mạnh thì đương nhiên là nó mạnh rồi, nhưng mà Brody có khả năng mạnh hơn, có khả năng nha mọi người nhé. Tại vì Brody thì nó vô là nó sẽ chiêu liền, nó hơn con God cái chỗ đó. Rồi nói chung thì cái đó là cái đó. Bây giờ thì tạm thời là Lancelot chim tinh sát thủ với lại Karina sát thủ để cho nó gánh team trước đi. Nó vô nó sẽ gỡ được miếng máu, là hai miếng máu đó. Còn nếu như mà thua nữa thì cũng được. Mình đang bị chủ thua ấy, nên là mình có thua nữa thì nó cũng ok. Mấy bạn này thì bạn xả tiền rồi, tướng hai sao rất là nhiều luôn. Đấy, hai con hai sao thì ok, mình thua một lượt này nữa thì mình sẽ được lấy đồ trước, cũng ngon đấy mà. Vậy lấy được mấy cái giống như kiểu là quyền triệu mùa đông đồ đó thì nó cũng ngon. Thua nhưng mà thua ít, chứ không phải là thua trắng. Đừng có để thua trắng là được, thua trắng nghĩa là mình không hạ được con nào ấy. Đây là mình có hạ được một con hai con, như vậy là ổn rồi. Có thua mà thua ít thôi, thua vài máu thôi, chứ không có thua triệt để. 76, ông kia 83. Nhưng mà ổng thắng được thì ngon, thắng được cái bạn kia thì ngon. Rồi thắng luôn, vậy là mình sẽ được lấy đồ trước này. Mình sẽ được lấy đồ trước ở trong cái lượt hợp vận mệnh này. Và đương nhiên là sách tụ năng lượng, gậy như ý, lấy sách đi ha. Thì mấy con kiểu giống như Aurora nó cần sách anh em. Aurora nó quýnh hồi mana chậm lắm. Nếu như mà mình clip ngày hôm nay mà quýnh Aurora thì cái quyển sách nó sẽ rất là phù hợp nha. Tại vì Aurora nó rất là chậm luôn, nó xài chiêu chậm lắm. Mewtwo cầm sách cũng ngon. Nói chung là những con tướng 5 tiền thì cầm sách con nào cầm cũng ngon. Nếu có một số con giống kiểu Brody thì cầm sách thì nó hơi bị thừa. Nó sẽ hơi bị thừa một xíu, nhưng mà đa phần là những con khác thì cầm sách nó rất là ngon. Rồi chúng ta sẽ cho Lancelot cầm sách luôn đi, xong rồi mình sẽ lắp thêm một con sát thủ vào đây. Nếu mà có được con bắt thám thì ngon, mà thôi không có thôi. Tại vì đánh Brody siêu sao, cho nên là lát nữa nếu mà được á thì nổ thiên phúc siêu sao lên người Quân Châu này,
là được nhất. Còn những cái lượt này thì chắc có lẽ là mình sẽ vẫn tiếp tục thua thôi. Mong rằng là ở cái lượt bấm chiêu á, nó ra ba con Brody cho dễ chơi. À, còn không thì nói chung là những cái con tướng mà yếu yếu á, thì nên là ba con một lượt. Những con tướng mạnh mà ba con một lượt thì mình sẽ win ngay. Còn những con yếu yếu mà ba con một lượt chưa chắc là mình sẽ win được đâu anh em ạ. Nhiều khi mình vẫn có khả năng là mình sẽ thua người ta đó. Nhưng mà nếu như được thì cho mình hẳn ba con Brody đi, để mình làm clip cho nó thuận lợi. Brody mà lên được 2 sao sớm mà siêu sao nữa thì nó gánh rồi anh em ạ. Thì bạn lắp vô siêu sao với lại chim tinh với lại xạ thủ nhé. Chơi thêm con Aritel á. Aritel thì nó nằm trong bộ chim tinh với lại xạ thủ á, nó kích được xạ thủ rồi. Thì con Brody nó sẽ rất là mạnh. Nó sẽ gánh được. Rồi, chúng ta giữ được một lượt này. Khi mà lên slot, chim tinh sát thủ đã chém gục được đối phương rồi. Khá là ok. Với cái quyển sách trên người thì ảnh vào ảnh xả chiêu trước. Ảnh gánh được. Không có bắt thám nhờ. Chỗ này không có con bắt thám. Đâu có con bắt thám lấy về cũng ngon. Rồi cái coi, Châu nổ thêm phút siêu sao. Nổ thêm phút giác đấu anh em ạ. Uổng quá. Nổ thêm phút siêu sao là húp rồi. Nổ thêm phút siêu sao là bây giờ bấm chiêu nữa là lên ba con Brody nữa là ngon rồi. Ba con Brody vô gắn vô thêm phút siêu sao. Rồi nó múa thì thôi, đã thì thôi luôn anh em ạ. Thôi kệ đi nha, phải chấp nhận thương đau rồi. Phải chấp nhận. Không theo ý mình được. Rồi, Châu giác đấu, được cái Châu giác đấu thì đấm nó có choáng thì nó cũng sẽ giúp mình có khả năng giành chiến thắng. À, bên này người ta chưa gì ta đã xài tiền rồi anh em à. Trời, chưa gì hết đã xài hồi sinh rồi. Đầu tư thế. Đầu tư thật sự ấy. Chưa gì vô đã mới có mấy cái lượt đầu là đánh Percy đã xài hồi sinh rồi trời. Chơi chắc như bắp vậy, tốn tiền như vậy. À, bạn này bạn có bắt thám. À, bạn có hai con bắt thám nó kiếm lại được 4 tiền. Đó là bạn ấy xả. Ok, thôi cũng được. Đúng không? Ken đúng không? Ken có bắt thám đúng không? Đúng rồi, Ken bắt thám thương thủ xạ thủ này. Nếu mà xả tiền như vậy thì làm sao mà kiếm mấy con quăng quăng 3 sao được trời. Đầu tư quá anh em. Tại cái đó đâu cần thiết phải đầu tư sớm vậy đâu. Bạn để thua 1-2 lượt nữa vẫn được mà. Nhiều người ta chơi khó hiểu lắm anh em ạ. Ăn súng chứng binh. Rồi, lấy cái ăn súng chứng binh cũng được. Lấy cái tứ hàng cuối, nếu như mà có Aurora thì lấy cái tứ hàng cuối á. Lấy cái hàng cuối đó ngon. Nếu như là Aurora. Tại vì là anh em biết mà, con Aura thì nó bị phế phế á. Thật, kiếm con giác nhờ. Kiếm một con giác về coi. Rồi. Giác về đây. Thay ra kiếm ấy coi, kiếm gọi là triệu hồi coi, được miếng tiền nào, hai miếng tiền đó. Châu rồi lập đây. Bắt khám hay bỏ được rồi. Rồi, để có thể là bấm chiêu ra con gì nhá. Đồ đạc thì chúng ta lấy sau. Nếu mà ra ba con Aurora thì lấy cái hàng sau với lại quyển sách là con Aurora vô nó xả chiêu ngay với cánh rực lửa. Thì nếu như mà ba con Aurora thì cũng ok. Thì cũng khá là ngon để mình có thể gọi là chơi được. Thì mình sẽ chơi pháp sư với lại. Nhưng mà nói chung là phải ba con nhá. Bây giờ là mình cần ba con giống giống nhau xíu. Dễ chơi. Nào. Hai con Aurora thì hơi khó. Ba con thì nó sẽ dễ hơn. Châu bỏ. Thôi đừng có nói nhiều rồi em ơi. Bây giờ mình phải tập trung vô mình sắp xếp đội hình đã. Nói ít thôi, ít một cấp. Cắn Aura. Sách chim tinh, cổ tự, tướng hàng sau. Rồi, chơi Aura game này nhá. Aura chim tinh pháp sư à, vô phát là sẽ chiêu liền. Sau đó nó sẽ tích chậm lắm em. Nói chung là tích chậm dễ man ấy. Bỏ cái này luôn. Nó tích số hơi chậm. 65 máu thì nói chung cũng có được một cái cơ sở á. Đây bắt thám luôn. Cấp mình nhét bắt thám vô. Phải mà hai con ông ra lên 2 sao thì nó khỏe hơn. Ông ra 1 sao thì nó chưa thật sự là khỏe thêm. Vẫn còn đang yếu. Nhưng mà lượt này thì mình chấp nhận nhé. Lượt này thì mình chấp nhận thua. Tại do là mình không có xếp đồ với lại xếp ấy kịp á. Bấm chiêu nó có mấy giây à. Xếp không kịp. Rồi ok, chúng ta sẽ chơi ông ra nhé. Ông ra chim tinh pháp sư. Nó sẽ hơi yếu hơn so với bình thường một xíu. Đây nổ thiên phúc gì cũng được nè. Không nổ anh em ơi. Phải mà nổ thiên phúc gì cũng được. 4 pháp sư, 4 chim tinh. 4 chim tinh là bị thừa. Đây, bắt thám vô trước đi. Đấy, lắp nó đứng gần nhau nè. Để nó cái gì nó bảo kê con Aura của mình. Đó con đó vừa rồi mà nổ thiên phúc nào cũng ngon. Nổ chim tinh. Ôi 5 chim tinh, trời ơi. Sai. Nếu mà để yên gọi là ấy là ngon rồi. Để yên 6, 4 pháp sư là ngon rồi. Thôi rồi, sai quá.
Có bắt thám, có bắt thám để cái gì lượt sau mình đốc cấp nhét con đó vô lại, hoặc là nhét thêm một con chim tinh vô lên thành 6 chim tinh. Yếu anh em à, Aura yếu, Aura 1 sao yếu lắm. Phải mà con Aura 2 sao thì còn gỡ được pháp sư. Bây giờ pháp sư chim tinh thì phải chơi vàng pháp sư cao sao lên một xíu, chứ mà 1 sao này là đánh lại người ta. Vàng pháp sư mà 1 sao là đánh chắc chắn không lại người ta luôn. Với lại cái vàng pháp sư lát nữa mình sẽ lắp ra hàng sau hết nhé, không cần phải cho nó đứng hàng trước cái kiểu như vừa rồi đâu, để cho tụi nó được hưởng gọi là cái mana. Đây đây, để cho tụi nó được hưởng cái mana. 5 chim tinh hay là 4 pháp sư hay là 6 pháp sư nhờ. I am only a shepherd. Khó chịu nhờ. Elegance is never outdated. Hey, I was made for destruction. Khó chịu dã man ấy. Đấy, 6 chim tinh. Ông tích mana chậm quá. Ông Aura lúc nào vậy, ông tích mana rất là chậm luôn. Nó mà tích nó đánh tay nhanh nhanh lên xíu, tích mana nhanh nhanh lên xíu nữa ngon. Nó phải có phù thủy hoặc là cái gọi là hồi 30 mana, 50 mana đầu tiên là ngon rồi đó. Cái mà hàng sau được 50 mana là ok rồi đó, nhưng mà ngoài cái đó ra chúng ta cần phải thêm một cái gọi là hạ gục đối phương thì sẽ hồi được 30 mana. Đó, thêm cái đó nữa thì ok. Nó phải có cả hai thứ thì nó mới ok anh em ạ. Để có cái kia vô là nó xả chiêu liền là nó được lợi về mặt gọi là lượng máu rồi đó. Ông ra thì nó chuẩn rất là đau. Này vấn đề của nó là nó chuẩn chậm. Chứ không phải là nó yếu quá đâu, nó chậm quá. Cái tốc độ gọi là lên ấy của nó chậm quá. Lấy Aura nhé, khỏi cần phải suy nghĩ thêm mà lấy Aura để cho nó lên 2 sao. Còn không là mình lấy nguyên trường mùa đông, lấy ô, lấy ngọc chim tinh, ngọc pháp sư, đồ đạc rất là nhiều cái ngon luôn. Nhưng mà mình bắt buộc phải lấy con Aura, tại vì đầu game mình chỉ có 2 con thôi, quýnh lại. Nha anh em nhé, mình cần con Aura 2 sao. Đấy, thì nói chung là những gì Kaka làm thì Kaka cố gắng rồi, còn nó được tấp mấy thì tùy ý trời ha. Nổ gì vậy? Nổ pháp sư, ok ngon. Tưởng nó nổ bắt thám là mệt lắm á, nổ pháp sư thì ok, chấp nhận được rồi. 6 chim tinh rồi, 4 pháp sư rồi, ngon, ổn anh em ơi, ổn. Tới cái khúc này là thấy ổn á, ổn, được, khá là ổn. Bây giờ chỉ việc up cấp lên nhét thành 6 pháp sư, 6 chim tinh, 2 bắt thám là được. Thiên phúc thì nổ đủ rồi, nổ chim tinh với lại pháp sư là đủ rồi. Nếu mà nó không nổ thì thôi, mà nó nổ thì nổ pháp sư là quá ổn luôn. Rồi, lên đốt mấy con pháp sư nha, xong lát nữa Aura lên 3 sao nữa, đẹp. Aura vô 6 chim tinh 4 pháp sư, xả phát là đối phương rụng hết rồi, ngon không? Ba mấy ngàn sát thương. Nhưng sau đó cái phát thứ hai nó mới căng. Phát đầu tiên thì ngon rồi đó, phát thứ hai nó mới căng, không cần thanh tẩy nha, con này thì không cần thanh tẩy. Lát nữa cầm cho ông nguyên trưởng mùa đông này để ông đảm bảo là ông sẽ nhả được phát thứ hai. Ông nhả được đúng một phát thôi. đam rất to nhưng mà nó nhả được đúng một phát đó thôi anh em, đúng không? Anh em thấy không? Đúng một phát thôi. Trong một trận nó nhả được đúng một phát, cày vãi nồi luôn. Hồi nữa kiếm con gọi là Miêu Tâu cho đứng nó tăng với lại con này cho nó ra thủ vệ. Hợp lý. Cho Miêu Tâu đứng đằng trước tăng, cho con Aura đứng đằng sau trưởng, chứ một mình con kia thì nó tăng không nổi. Đúng rồi anh em à, đúng rồi. Kaura thì nó không mạnh nhá. Nếu mà anh chơi Kaura thì chơi thêm bí thuật đồ thì được. Kaura thì nó thuộc diện pháp sư yếu. Là mình cũng không muốn chơi Kaura mấy. Bắt thám mua đây, lát nữa có gì vô lượng quái lên được 4 bắt thám. Có thêm được tặng 4 tiền nữa. Kiếm kinh tế anh em ạ. Để mình còn up cấp mình nhét lên thành 5 pháp sư rồi 6 pháp sư. Hồi nãy mà lấy ngọc hoặc là lấy ô là 6 pháp sư rồi. Nhưng mà không có Aura 2 thì nó lại yếu, Aura 1 thì nó lại bắn không lại ai. Còn lại cho mình là 35 máu, phải có một cái hồi 35 mana, 30 mana sau khi hạ gục mục tiêu là ngon à. Nó nhả xuống là nó khả năng nó hạ gục mục tiêu rất là cao, cho nên nó sẽ có khả năng để nó lấy được thêm một cái lần chưởng nữa với 30 mana thì nó sẽ chưởng nhanh hơn ở phát thứ hai. Nó sẽ giúp mình có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Chứ ông chưởng chậm quá nè anh em nhìn nè, nó cũng rất là chậm luôn. Rất là chậm, xong rồi chưởng người ta còn né cơ, cay vãi nồi. Chưởng ra người ta còn né cơ, người ta di chuyển người ta né được. Gặp mấy ông sát thủ này ông nhảy làm sao ông gõ cái là thôi chịu. Khó, nói chung là chơi Aura khó cực kỳ luôn á. Trong số những tướng 5 tiền nữa nha, là mình thấy con Aura là thuộc vào diện gọi là khó chơi nhất rồi. Bây giờ có một cách dễ chơi hơn đó là mình phải lấy được phù thủy cơ. Pha lê phù thủy đồ cơ thì mặt may ra.
tướng cơ hội nhận được con tướng cuối cùng cộng hưởng 20 vàng. Pha lê tăng tốc đánh, thiết bị nhân bản. Có cái tăng tốc đánh kìa anh em kìa, cái đó cũng ảo á. Kiếm thêm một con bắt thám nha. Rồi ok. Kiếm thêm bắt thám để kiếm tiền. Triệu hồi nữa kìa. Nếu mà lắp thêm triệu hồi vô nữa thì cũng có thêm tiền của triệu hồi cũng được á. Kiếm được 8 tiền anh em, chỗ này mình sẽ kiếm được 8 tiền. Chắc lấy cái tóc đánh quá. Huyền trưởng mùa đông này. Cánh được lửa huyền trưởng mùa đông. Chắc lấy cái tóc đánh quá anh em ơi. Còn không là lấy thiết bị nhân bản. Nhưng mà thiết bị nhân bản một con thì nó cũng không có làm cho con Âu ra mạnh hơn được bao nhiêu ấy. Lấy cái tóc đánh đi để cho con Âu ra nó đánh cho nhanh. Đánh nhanh thì hồi mình đang nhanh. Bỏ bớt bắt thám này. Lắp lại chim tinh. Elegance. 62 tiền. There is no good in pháp sư vào. Là 5 pháp sư đúng không? Này nữa là bị thừa nhỉ. Bỏ Selena đi. Chơi con kia. Who dare stand against me? Thêm một người gánh nữa nè. Rồi bu vô chỗ đó là chữ xuống. Xong chữ xuống chỗ của Phượng Hoàng ấy. Chữ xuống của Phượng Hoàng là đẹp luôn á. Chữ cho Phượng Hoàng bốc hơi luôn là đẹp luôn. Mấy ông mà bu lại một chỗ vậy thì mình không sợ, chỉ sợ mấy ông tản ra thôi. Mong bu lại một chỗ thì ông ra mình trưởng rất là ok. Đấy, tăng thêm tốc đánh cho nó, cho trưởng cho nó nhanh đó, mà nó vẫn trưởng chậm nên nó cay vãi nồi. Chán ông ra vãi luôn hết thờ. Còn lại cái 21 máu, gặp phải ông nào cũng sát thủ cái là đi luôn. Bỏ tay luôn, giờ biết làm sao giờ. Bắt thám. Kiếm như nó một con gọi là miêu tâu ấy. Lưu nóc pháp chim tinh, không có phải pháp sư. Kiếm một con miêu tâu nữa đẹp. Xong rồi mình phải lên con Aura 3 nữa, chứ Aura 2 quýnh ai bây giờ. Khó chịu thật sự. Aura 2 thì quýnh ai bây giờ anh em. Aura phải 3 nữa thì mặt may ra cái cơ sở win nó mới cao được. Còn Aura 2 thì cũng được đấy, không đến nổi nhưng mà nói chung là cũng chỉ là ở cái ngưỡng cũng được thôi. Không có cụ tự hồi mana nhá, có cụ tự hồi mana thì nó sẽ giúp Aura trưởng thêm được khác nữa nhanh hơn. Tốc độ trưởng nó hơi chậm. Anh em thấy không? Nó trưởng rất là chậm luôn, trưởng thì mạnh đó nhưng mà trưởng rất là chậm. Mình thì mình phải xếp ngang một hàng như vậy nhá. Tại vì sao? Tại vì như vậy thì cái đội hình pháp sư của mình thằng nào cũng được hưởng. Cũng được hưởng gọi là 50% mana, đấy, thằng nào cũng được hưởng hết. Chứ không là chỉ có một mình con ông ra hưởng thì nó không gánh nổi. Thì nó 2 sao à, nó gánh không nổi. Chắc để dành tiền quá anh em ơi, để dành tiền để gọi là lên thêm một slot nữa cho lên thành 6 pháp sư. Còn không thì bỏ tạm bắt thám ra. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ thiếu người đứng tăng á anh em. Nó sẽ thiếu một người đứng tăng. Người ta không có tăng được, con giác đâu có tăng được đâu. 21 máu sợ quá. Sợ 21 máu đi lắm cho nên phải không có tham tiền, buộc là phải lắp nhầy thôi. Nào chữ một phát rụng bớt đi nào. Ok, vô góc đó đẹp á. Góc đó đối phương rụng quá trời luôn kìa em thấy không? Chữ một phát đối phương rụng hết rồi. Rụng quá trời rụng luôn. Ok, chữ là đẹp. Aura còn quyền trưởng. Rồi quyền trưởng lại đóng băng trưởng xuống. Ok, chữ là đẹp. Win. Ngon. Ngon anh em ơi, ngon. Mình sẽ lấy được một ô chỗ này. Lấy được một ô chỗ này. Căng quá, đánh Âu ra căng quá. Thật sự luôn ấy, đánh Âu ra quá căng luôn. Rồi, lấy được ô Âu ra kìa. Nhưng mà thôi, chỗ này mình sẽ lấy ô nhé. Thêm một con Âu ra nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì đâu anh em. Âu ra 2 sao là đủ đam rồi. Không cần thiết phải 3 sao đâu, 2 sao là đủ đam rồi. Anh em thấy chuẩn đâu không? Chữ một phát là mấy thằng 3 sao bốc hơi luôn mà.
chữ một phát là mấy thằng ba sao bốc hơi luôn mà, thành đâu có cần thiết phải lên ba sao đâu, hai sao là được rồi. Quan trọng là mình phải có được cộng hưởng đẹp là 6 chim tinh và cái thứ như vậy nè. Cấp độ 8 này có thể roll được, nhưng mà sợ là roll không ra con miêu tâu với lại con âu ra ấy. Nghĩa là bây giờ đội hình mình là lên 2 sao như này là đẹp rồi. Chỉ việc gọi là up cấp lên xong rồi roll nốt những con còn lại lên 2 sao và tập trung vào Aura 3 với lại con miêu tâu 2. Đấy. Là đội hình mình mapping á. Là đội hình của pháp sư chim tinh là mapping á, nhưng mà win được hay không thì không biết. Mapping thì mapping rồi, nhưng mà win được hay không thì nó là một câu chuyện khác. Aura trưởng trúng 3 mục tiêu phía sau, 3 thằng rụng, anh em thấy không? Rất là mạnh nhé. Nói chung là đam rất là to, móc quyền trường thôi. Móc quyền trường. À, di chuyển vô ngay góc luôn. Được một cái là cái dàn pháp sư thì những con còn lại gây đam cũng được, chứ không phải là chỉ một mình con Aura nhé. Là mình có những con còn lại để gây đam nữa. Khó, nói chung là chơi cái bài Aura này khó lắm anh em ạ. Đừng có vô một mình con Aura nha anh em nhé. Anh em vô một mình Aura là thua đó. Aura nó sẽ kích liễu bớt đối phương trước, nhưng mà cái dàn pháp sư sẽ là cái dàn gánh tim. Tại dàn pháp sư thì thằng nào gây đam cũng được, chứ không phải là riêng gì một thằng. Anh em hiểu không ạ? À? Thì cái dàn pháp sư của mình con nào cũng có khả năng gây đam được. Càng anh em ơi, càng lắm. Càng thẳng lắm mọi người ơi. Hay là lấy con này về để chơi chịu hồi nhờ. Ừ, chơi chịu hồi đi. Rồi nó có cái gọi là thẻ để. Nó có cái thẻ để xuống nó cũng ngon. Nó được 50 mana, vừa vô là được 50 mana rồi. Nên là nó chỉ đánh tay vài cái là thả đề xuống, nó câu giờ cho Aura của mình thì nó sẽ hay hơn. Aura thả băng, ông cầm kiếm giáp sau, rụng rồi. Rồi, chuẩn bị thả đề xuống. Ngon, thoát tung lên. Aura bị quăng bắn kìa. Aura thả băng rất đẹp. Nhưng mà còn con quăng, trời gặp cái thằng hồi sinh khó chịu quá. Gặp thằng hồi sinh này khó chịu quá anh em. Cày vải nồi tỏ bơ xi này, cày vải nồi luôn anh em ơi. Nó quăng quăng, nó bay bay mình cũng đâu có lại đâu. Cày thật sự. Cho tôi Minotaur đi, xong rồi Aura rồi cái thứ đi. Căng quá những người anh em bạn gì ơi. Nó đáng ra nó thua đó, nhưng mà tại vì nó chơi Percy anh em, nó cứ hồi sinh lại à. Nên mình thua cái bài đó thì mình chịu rồi. Khó chịu dã man. Mạnh nha, nói chung Aura 6 pháp sư 6 chim tinh rất là mạnh, nhưng mà đam thì to đó, nhưng mà cái khả năng top 1 nó không có cao. À, bạn thích thì bạn vẫn có thể chơi được. À, mình không khuyến khích thôi, quyển sách này. Nhưng mà cái khả năng top thì nó vẫn có. Cho cầm luôn đi. Hay là cho Vesina cầm nhờ. Ừ, Vesina cầm đi. Để Vesina cầm, để Vesina thả chiêu. There is no good in Mew tao đâu ta. Balance must be maintained. Đây rồi. Thay ai? Thay giác mất chịu hồi. They need some hammering. Hợp lý rồi anh em, thay giáp một chiêu thôi. Ôi dồi ôi, Aura thả đau không? Thằng kia chưa kịp thả đề à? Chúng một tử long đúng không? Ok, vậy được. Chúng một tử long là được. Rồi, ok. Win, lần này win. Thua ông quăng quăng anh em mà, thua ông quăng quăng thôi. Mấy ông mà đánh gần này là mình ok này, mình chơi được này. Nhưng mà thua ông quăng quăng. Xả luôn nhá. Con nào lên được lên. Phải có miêu tao lên phát nữa đẹp. Ây da, hai con Aura chứ. Valen chắc lên không nổi ba đâu. Từ từ nha, mình sắp đội hình lại. Để né con quăng quăng. Con quăng 3, oh my god.
ba mấy cây chứ. Nó hồi sinh. À cái này nhân bản thì mình ăn được này thấy không? Chắc là nếu như mà thua thì thua cái vẫn thua anh em ạ. Thua quang quang ba mình thua. Có đánh nó lát nữa nó hồi sinh thì mình cũng thua. Không ăn nổi anh em à, không ăn nổi cái bài gọi là thương thủ xạ thủ đông vũ này. Bài Percy nữa, mạnh quá, bài này bài meta rồi. Chỉ có God ăn được bài này thôi nha. God hoặc là Brody, thêm Brody thì ăn được bài này, còn không thì thôi hết bài rồi, hết đường rồi. Để nó quýnh nó cứ hồi sinh lại ấy, thành mình chúng con ông ra của mình thì nó lại là con tướng một mùa, con tướng một skill. Anh em hiểu không? Con tướng một skill cái quýnh với người ta hồi sinh lại làm sao mà chưởng nổi. Chưởng thì đâu ấy, nhưng mà nó chưởng cái nó hết chiêu. Nó chưởng phát đầu tiên xong cái phát thứ hai cái nó hết chiêu rồi, thành mình quýnh lại cái kiểu hồi sinh nhá. Gặp phải cái kiểu Percy hồi sinh là bỏ tay. Quýnh lại anh em ạ. Đấy, thua cái bài gọi là này thôi, chứ còn ông kia thì ổng thua mình này, ông kia thì ổng quýnh không lại mình đâu. Là những bạn mà không có hồi sinh là Âu đã nó chưởng phát là mất đội hình rồi nha. Nên là mình đúng gặp ngay khắc tinh luôn á. Ngay con Âu ra là sợ nhất là cái kiểu này nè, sợ nhất là cái kiểu của Percy quăng thương thủ này anh em nè nha. Thì nói chung là đó, thì clip ngày hôm nay thì không có được top 1, nhưng mà để cho bạn thấy được rằng là nếu như mà có Âu ra thì chúng ta vẫn có thể đánh được, nhưng điều kiện tiên quyết là con Âu ra nó phải là ba con mới vô, mà bạn phải lấy được ba con Âu ra cơ thì mới đánh được. Chứ mà Âu ra hai con giống như vừa rồi khó chơi, mình mất máu quá nhiều rồi. Đầu game mình với một con Âu ra một sao mình đã bị mất máu quá nhiều, nó dẫn đến cái kết là mình không có trụ nổi đến cái lúc mà mình có đủ cái sức mạnh để có thể thắng được cái ông Ken kia. Còn ông Ken kia thì ổng nói chung là ổng quýnh thì ổng xà lơ á. Tại cái đội hình của Ken á, quýnh nó không có cần thiết gọi là phải xài chiêu của quăng quăng sớm đến là như vậy đâu, xài chiêu của Percy sớm đến là như vậy đâu nha. Ấy là bạn ấy xài cái chiêu đó quá sớm, còn máu tới tận 60 mấy mà nó bị phí cái 60 mấy máu đó. Thay vì để 60 mấy máu đó, bạn giảm xuống còn khoảng tầm 40 hoặc là 30, cái là thua thêm một hai lượt nữa rồi bắt đầu xài chiêu thì nó vẫn kịp, nó vẫn ngon nha anh em nhé. Thì đó, thì cái chuyện người ta top 1 thì tại vì là đội hình mình không khỏe thôi, đội hình mình là Aura chim tinh pháp sư, nó không có đủ khỏe để có thể thắng được cái bài kia thôi. Chứ còn nếu như mà mình chơi những cái bài giống kiểu như là God á, là bạn no hope ngay. God nó có phù thủy với lại chim tinh vô, nó sấy hai phát là đội hình đó có hồi sinh cỡ nào thì cũng nằm hết nha anh em nhé. Rồi ok, đó là cái clip của ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đã đánh con Aura thì nó không có được top 1, nhưng mà có thể thấy là hoàn toàn có thể chơi được. Những con tướng này là một những con tướng nó không khỏe, đam nó to nhưng cái tốc độ hồi chiêu của nó quá chậm. Nó muốn đánh là nó phải có, thứ nhất là cái cổ tự 50 mana nè, cái cổ tự hồi 30 mana sau khi hạ gục cái này thì mặt may ra nó mới đánh được, còn Aura nó mới khỏe được. Còn không thì anh em phải lấy thêm cả gọi là cái phù thủy á, pha lê phù thủy cho Aura nữa thì nó mới khỏe được. Giờ mình thì mình lấy pha lê chim tinh ngay từ đầu để mình chơi chim tinh, chứ mình không có chơi con Aura phù thủy anh em hiểu không? Chứ nếu như mà bạn thật sự đúng đó nha thì nên chơi con Aura phù thủy thay vì chơi Aura chim tinh, đánh 6 phù thủy 6 pháp sư. Aura nó chưởng phát là nó sẽ hồi lại 55 mana, còn không là 3 phù thủy thôi. 3 phù thủy 6 pháp sư. Đó, thì con Aura nó chưởng một phát là nó sẽ hồi lại 55 mana, cộng thêm cái cổ tự hạ gục mục tiêu thì sẽ hồi được 30 mana nữa, thì là 85 mana, thì nó đánh tay một cái là nó lại được chưởng. Và như vậy là đủ rồi. Còn cái việc hồi máu là pháp sư nó có hồi máu nha anh em nhé, là bạn cũng không có sợ là cái pháp sư con này không hồi máu được. Vậy là nếu như mà muốn đánh Âu ra á thì mình khuyến khích mấy bạn đánh phù thủy thay vì đánh chim tinh nhé. Nhưng mà tại vì đầu game là mình phải lấy chim tinh để mình chơi những cái vị tướng khác nữa, chứ không thể nào là mình chăm mình đánh Âu ra được. Anh em nhé. Thì ok, đó là những gì mà mình có thể chia sẻ cho bạn ở trong cái clip ngày hôm nay. Bạn nào thích cái clip này của mình á thì nhớ để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông bấm thông báo lên để nhận thông báo trong thời gian sắp tới. Có gì thì mai mốt mình sẽ làm những cái clip về những cái con tướng khác luôn, để cho bạn thấy được rằng là những con khác thì nó thật sự là mạnh thì nó có mạnh, nhưng mà nó có cái điểm yếu của nó, để có thể gọi là khai thác được toàn diện nhất thì vẫn là Brody, rồi sau đó là God, sau đó nữa sẽ là Gatot. Đó là ba con này là ba con tướng năm tiền, phải nói là toàn diện. Còn những con khác thì nó có điểm yếu cho anh em nha. Rồi, bạn nào thích cái clip này của mình á thì nhớ để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông bấm thông báo lên để nhận thông báo trong thời gian sắp tới. Cái ý tưởng nào hay thì bình luận phía dưới giúp mình để mình có thêm những ý tưởng mình làm cho tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.